Xin chào tất cả các bạn học sinh, mình là Việt Đức và là giáo viên môn tiếng Anh tại hệ thống giáo dục Đào Sinh Từ. Thì trong buổi ngày hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn về cái việc là ôn tập cho chất lượng cuối kỳ của môn tiếng Anh lớp 10. Trong môn tiếng Anh lớp 10 và bài thi cuối kỳ thì cũng đã có phần đề cương gửi cho tất cả học sinh. Thì ở trong đó có một số nội dung chính mà các bạn nên lưu ý như sau. Nội dung số 1 liên quan đến việc đó là phân biệt giữa hai kỳ, đó là kỳ hiện tại hoàn thành và kỳ quá khứ. Phần thứ hai đó là phần phân biệt giữa be going to, will và hiện tại quyết diễn khi mà chúng ta nói về vấn đề tương lai. Thì đây sẽ là hai phần chính mà mình xin được phép trình bày thêm cho các bạn trong buổi ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến phần số 1 nhé, về phần hiện tại hoàn thành và về phần quá khứ đơn. Trong phần này, hai kỳ này là hai kỳ rất là dễ gây khó hiểu và thường hay gây nhầm lẫn cho tất cả các bạn học sinh. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào hai câu sau và chúng ta tìm hiểu về sự khác biệt liên quan về mặt ý nghĩa giữa hai câu này. Chúng ta sẽ có câu số 1 như sau. Giả dụ như chúng ta bảo rằng là I have been in London for 3 years. 3 years. Và câu thứ hai đó là I was in London for 3 years. Đây là hai câu trông thì có vẻ giống nhau về mặt ý nghĩa. Câu 1 và câu 2 đều có nghĩa rằng là tôi đã từng ở London trong vòng 3 năm. Tuy nhiên sự khác biệt giữa hai kỳ hiện tại hoàn thành ở câu đầu tiên và kỳ quá khứ đơn ở câu số 2 là như thế nào? Nếu là dụng các bạn sử dụng câu số 1 là I have been in London for 3 years, thì đấy có nghĩa rằng là bây giờ các bạn vẫn đang ở London. Còn nếu các bạn sử dụng thì quá khứ đơn là I was in London for 3 years, thì điều đấy có nghĩa rằng là bây giờ các bạn không còn ở London nữa, mà các bạn đang ở một thành phố khác hoặc các bạn đang ở một quốc gia khác. Thì đây chính là sự khác biệt giữa hai cái thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Thì hiện tại hoàn thành với cấu trúc have been, have và has. Em đọc được đấy nhé. Đây. Thì hiện tại hoàn thành của chúng ta ấy, là sẽ sử dụng để nói về một cái việc mà kéo dài từ trong một thời điểm quá khứ và kéo dài cho đến hiện tại, hoặc là có dấu vết ở hiện tại. Thì cái việc mà chúng ta ở London này là đã diễn ra trong quá khứ rồi, và đến thời điểm này nếu chúng ta vẫn đang ở London thì nó tương ứng với lại thì hiện tại hoàn thành. Còn đối với thì quá khứ đơn, việc này đã diễn ra trong quá khứ và hiện nay không còn liên quan đến hiện tại nữa, thì điều đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là việc chúng ta ở London này đã diễn ra tại thời điểm này trong quá khứ và toàn bộ thời điểm hiện tại thì chúng ta lại ở một thành phố khác hoặc ở một quốc gia khác. Đó chính là sự khác biệt giữa hai thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Các bạn cần phải xem xét để chọn cho chính xác. Vậy thì khi các bạn làm những phần bài tập mà liên quan đến lựa chọn giữa hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn, các bạn cần phải trả lời được cái câu hỏi sau. Đó là hành động đó có còn liên quan đến hiện tại hay không? Hay là có còn bằng chứng nào ở trong hiện tại hay không? Hoặc có thể là có cái dấu vết nào ở trong hiện tại hay không? Thì đây chính là câu hỏi quan trọng nhất mà các bạn cần phải trả lời khi mà các bạn làm phần liên quan đến hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Xong phần này nhé. Đang chơi điện tử nữa. Đó là phần đầu tiên liên quan đến phần hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Bây giờ mình xin được phép giới thiệu cho các bạn phần thứ hai, đó là việc phân biệt giữa ba cái cấu trúc be going to, will và hiện tại tiếp diễn khi chúng ta nói về tương lai nhé. Chúng ta sẽ có ba câu sau và các bạn thử xem là sự khác biệt giữa ba câu này là như thế nào nhé.
Ví dụ như câu số 1, I will study abroad. Câu thứ 2, I am going to study abroad. Và câu thứ 3 chúng ta đó là I am studying abroad. Cả ba câu này nếu mà dịch ra tiếng Việt cách đơn giản đó, thì chúng ta hiểu rất đơn giản là tôi sẽ đi du học nước ngoài. Vậy thì khác biệt nhau giữa ba câu này là như thế nào? Với câu đầu tiên, I will study abroad, câu này chỉ đơn giản là một cái ý nghĩ nó thoáng qua và các bạn hoàn toàn chưa hề có bất cứ một sự chuẩn bị nào cho việc đi du học nước ngoài. Giả dụ như trong một cái buổi gặp mặt, các bạn hỏi là thế sau này cậu định đi học ở đâu? Thì ngay lúc đấy các bạn bảo là chắc là tớ sẽ đi du học nước ngoài đấy, thì chúng ta sử dụng là I will study abroad. Bởi vì lúc đó các bạn hoàn toàn chưa hề suy nghĩ về việc đấy, các bạn hoàn toàn chưa bất cứ sự chuẩn bị nào cho việc đi du học nước ngoài cả. Với câu số 2, I am going to study abroad. Cấu trúc be going to thể hiện ý tưởng đó là người nói đã có một cái ý niệm từ trước về việc là đi du học rồi, và bây giờ chỉ đơn thuần là nhắc lại và thông báo lại cái ý tưởng đó cho người khác mà thôi. Tương tự như vậy, giả dụ trong một buổi gặp mặt, bạn có bạn hỏi là thế sau này cậu đi học ở đâu? Các bạn trả lời là I am going to study abroad, thì có nghĩa rằng là từ trước khi các bạn hỏi ấy, là bạn đã có ý tưởng là ok, khả năng cao là mình sẽ đi du học nước ngoài rồi. Và bây giờ bạn đang confirm lại, bạn đang xác nhận lại cái ý tưởng đó với người bạn của mình thôi. Các bạn sẽ thấy ngay được sự khác biệt giữa câu 1 và câu 2 nhé. Ở câu 1 đây là ý tưởng đột ngột xuất hiện, chứ hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị. Còn số 2 đây là các bạn đã có sự chuẩn bị, đã suy nghĩ về việc đấy từ trước khi được hỏi rồi. Vậy còn với câu số 3, I am studying abroad, thì sao? Câu số 3 ở đây mức độ chắc chắn cao hơn hẳn so với lại câu số 1 và câu số 2. Nếu như câu số 2 mới chỉ dừng lại việc là từ trước đấy đã có nghĩa ở việc đó và bây giờ mình xác nhận lại, thì ở trong câu số 3 đó là chúng ta đã có một kế hoạch rồi, chúng ta đã thực hiện những cái bước cần thiết để chuẩn bị cho việc đi du học rồi. Ví dụ như là liên hệ với lại agency, hay là học tiếng Anh, hay là liên hệ với trường. Đây chính là sự khác biệt về mức độ chắc chắn trong 3 câu này. Với câu số 1, I will study abroad, chỉ là một ý tưởng thoáng qua và vì thế nên nó kém chắc chắn nhất. Câu số 2, một ý tưởng đã được suy nghĩ từ trước và bây giờ là được xác nhận lại thì nó chắc chắn hơn. Và câu số 3, đã lên kế hoạch và đã thực hiện. Vậy các bạn hãy lưu ý cho mình như vậy nhé. Be going to, will và present continuous đều sử dụng để nói về tương lai. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở mức độ chắc chắn và việc liệu rằng đã có kế hoạch hay chưa. Vậy là trong buổi hôm nay chúng ta đã chia sẻ về hai vấn đề. Đầu tiên là sự phân biệt giữa hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Và thứ hai là phân biệt giữa ba cấu trúc be going to, will và hiện tại tiếp diễn khi chúng ta nói về vấn đề tương lai. Thầy rất hy vọng rằng các bạn sẽ ứng dụng được những kiến thức này trong bài thi cuối kỳ sắp tới và chúc tất cả các bạn sẽ đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi này. Xin cảm ơn.